trai đang rung quá, nhút nhát quá. Dạ chào nhà trai, đang hồi hộp, đừng có làm con xỉu đi nha. Không có đâu, qua đây động viên tinh thần nè, cố lên. Lúc này ra mà còn rung quá. Quyển Trao lại MC Ngọc Lan với lại Quyền Linh hả? Quyển Trao hành giả ông rung quá, Lan là cái quên tay luôn. Em cũng đã từng ly hôn. Dạ em cũng đã từng ly hôn cách đây hơn 5 năm, gần 6 năm ạ. Ly hôn 6 năm rồi. Dạ em chưa có con. Chưa có con. Về lý do thì lúc đó em cũng có đi khám bác sĩ, thì bác sĩ nói bình thường. Khi mà bọn em ly hôn xong rồi thì em đi khám lại thì nói là bị tắc hai quả trứng. À hồi giờ bao nhiêu nè? Còn chưa kết hôn lần nào. Chưa lần nào. Rồi có nắm tay không? Cũng có được một lần. Một lần. Nắm tay được, một quen một năm mà nắm tay có một lần à. Vậy mà sâu đậm cái gì? Có hôn chưa? Chưa. Vậy là sâu đậm dữ chưa? Mình tên là Nguyễn Anh Tuấn. Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1979 tại Hà Tĩnh. Mình học ngành công nghệ hóa, hiện đang làm cái ngành xử lý nước. Quê Hà Tĩnh nhưng mà giờ làm ở đâu? Làm ở Bình Dương. Bình Dương hả? Yeah. Mình từ Hà Tĩnh vào Bình Dương lâu chưa? Cũng gần 10 năm. Gần 10 năm rồi. Yeah. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Trước hết em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và quý khán giả ở đây. Em là Trần Thị Kim Cúc, sinh năm 1986, quê quán Bình Định. Hiện tại em làm việc ở Sài Gòn ạ. Cúc làm gì Cúc? Dạ em nhân viên văn phòng ạ, xe bẹp minh ạ. Bây giờ Tuấn nói về ưu điểm khuyết điểm của mình cho bên kia nghe đi, Cúc nghe đi. Ưu điểm là chịu khó, hay giúp đỡ mọi người. Trai đang rung quá. Nhà trai nhút nhát quá. Dạ nhát. Chào nhà trai. Đang hồi hộp, đừng có làm con xỉu đi nha. Không có đâu, qua đây động viên tinh thần nè. Cố lên. Lúc này ra mà cũng rung quá. Quyển Trao lại MC Ngọc Lan với lại Quyền Linh hả? Quyển Trao hành giả. Ông rung quá, Lan là cái quên tay luôn. Nhược điểm là hai ngày đừng được đám đông với lại đấy ít nói. Em ở Hà Tĩnh nhưng ở vùng nào, huyện nào? Huyện Kỳ Anh. Kỳ Anh. Yeah. À, huyện Kỳ Anh đó. Biết Kỳ Anh ở đâu không mà? Kỳ Anh ở Hà Tĩnh. Trời ơi. Rồi còn nhà gái thì ưu điểm khuyết điểm sao nè? Dạ em hay vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, biết quan tâm, chịu lắng nghe, chia sẻ. Còn nhược điểm của em mà cũng nhút nhát hay dễ tin người. Nhút nhát tin người bên đây cũng tin nữa. Rồi em... giờ mình hỏi tình duyên. Đúng đi. Đúng rồi. Cô này cũng xinh nè. Chắc cũng bồ dữ lắm rồi nè. Dạ em cũng đã từng ly hôn. Dạ em cũng đã từng ly hôn. Cách đây năm hơn 5 năm, gần 6 năm ạ. Ly hôn 6 năm rồi. Dạ em chưa có con. Chưa có con. Về lý do thì lúc đó em cũng có đi khám bác sĩ, thì bác sĩ nói bình thường. Khi mà bọn em ly hôn xong rồi thì em đi khám lại thì nói là bị tắc hai quả trứng. Thì thế là em đã cũng mổ thông tắc rồi, 5 giờ rồi ạ. Rồi bên kia là có gia đình, chưa có con. Còn anh Tuấn sao nè? Hồi trai giờ... về bầu nhiêu nè? Còn chưa kết hôn lần nào. Chưa lần nào, có bầu chưa? Bao nhiêu mối tình rồi? Còn vài ba mối tình rồi. Vài ba mối. Mối nào là yêu sâu đậm nhất? Dạ, mùi năm 2006, lâu lắm rồi. Yêu mấy năm? Yêu hơn năm. Hơn năm mà sâu đậm dữ. Rồi sao chia tay? Người đó thì học làm bên ngành du lịch ạ. Học cao đẳng du lịch ra, sao người đó đi làm, đó làm đóng ngành du lịch khách sạn ở ngoài Nha Trang. Xa quá đúng không? Công việc của em mới ra trường cho nên là không ổn định, cho nên cũng không có đấy. Bây giờ ổn định chưa? Tạm tạm hả? Tạm tạm hả? Mới tình một năm đó là có sâu đậm không? Cũng chở nhau đi xe đạp rồi, cùng sau khi người đó tốt nghiệp cũng chở đi mua quần áo. Chở mua quần áo luôn hả? Dạ. Chở đi mua quần áo vì lại có đi mua cho một đôi dép thôi. Không có. Mua dép? Em chở tao mua quần áo, tao mua đôi dép, tao bỏ phải rồi. Em mua dài chứ. Cái hồi năm 2006 cũng đang khó khăn quá. Đang khó khăn mà. Rồi có nắm tay không? Cũng có được một lần. Một lần? Nắm tay được, một quen một năm mà nắm tay có một lần à. Vậy mà sâu đậm cái gì? Có hôn chưa? Chứ vậy là sâu đậm dữ chưa? Quan trọng là nội thật lòng mà hai bên cũng thật lòng. À, yêu thật lòng. Yêu một năm chỉ mới có nắm tay một lần thôi, chưa lần nào hôn qua dù là hôn gió. Vậy là mua mấy bộ đồ? Có một cái quần với một cái đôi dép. Trời ơi. Trời ơi. Dẫn bồ đi mua có cái quần đôi dép sao mua áo? Chắc thiếu tiền. Lúc đó là chưa có tiền đúng không? Đúng rồi. Em gái bên kia là ở đâu vậy Cúc? Em ở quận 9. Anh Tuấn ở Bình Dương sát bên. Sắp tới mình muốn có một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Mẫu hình lý tưởng là đàn ông chững chạc, lo lắng cho gia đình, có công việc ổn định, biết chia sẻ, quan tâm. Biết quan tâm với phụ nữ được không anh Tuấn? Dạ được. Biết quan tâm phụ nữ là làm sao? Phải tìm hiểu về tâm lý của họ, chăm sóc họ, dành nhiều thời gian cho họ. Đúng rồi. Đó đúng rồi. Cái đó quan trọng, dành nhiều thời gian cho
bên đây hiền lắm. Dạ. Trai còn trinh mà. Đó. Còn không? Còn không? À, cùng... đắp hộp để lâu rồi mà, đắp hộp mà đâu có làm gì đâu. Đắp hộp để lâu lắm rồi. Giờ không biết có khui được cái hộp đó hay không nữa nè. Bên kia dễ thương nhéo nhát lắm. Giờ mong muốn có người yêu làm sao nè? Không có yêu cầu bên ngoài hay gì cả. À, yêu cầu như tính cách là hiền dịu á. Với lại yêu thương mọi người trong gia đình, bên nội cũng giống như bên ngoài. Nói chung là đồng cảm về mọi người. À. Hôm nay đi với ai vậy? Em trai mặc đi làm thôi chứ không đi đến với một mình à. Coi như không có ai đúng không? Nói vậy cho nó gọn đi. Đi một mình là có chú Quyền Linh lo, nên đừng lo gì hết nha, đừng run nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị dâu ạ, ở cùng em. Dạ em chào xin Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan ạ. Em thấy ảnh sao? Thấy ảnh sao? Ảnh thì hiền, hơi nhút nhát. Cúc đây thì cũng vui vẻ hòa đồng. Ở nhà thì cũng nói chung là cũng hơi năng động. Nhưng thấy anh bên này thì hơi hiền với im lặng quá, không biết. Thường thường thì hai bên giống như là bù đắp cho nhau á. Thì chắc là được. Được đúng không? Dạ. Đẹp trai không? Dạ cũng được. Cũng được đúng không? Dạ. Rồi nói chung là chị dâu em dễ thương đó. Dạ. Thôi được rồi. Mở ra. Nè. Bước qua tặng nói anh tặng em yêu không? Nói gì đi Tuấn, đưa bông phải nói chứ. Khoan, đứng lại nghe người ta nói. Để chờ người ta nói cho đã. À, thế chắc chẳng nói được gì không, nhưng mà anh cảm thấy rất vui được gặp em. À. Tặng bông nói gì, anh tặng em có bông này chứ. Không, tặng tặng thôi mà. Cảm ơn anh, em cũng có món quà, cái áo tặng cho anh để làm kỷ niệm. À. Áo mở ra thử, dạ, mở ra ướm thử coi. Quan trọng tấm lòng anh nha. À, được rồi. Dạ. Vừa mà. Ngon lành đó. Thử vô không? Trồng vô nó, có cho nó trồng vô coi như bó buộc vô luôn, bó buộc vô luôn, thử thôi. Thấy chưa, tao mua tao tặng áo chứ ai đi tặng quần. Sửa áo cho người ta. Trời ơi, nó vừa tao nói. Trời ơi, vừa ý. Lúc này Ngọc Lan bảo là có đấy, nếu có cái nhà đi thì là em xin Quyền Linh thể giúp đỡ đúng không? Đi một mình là có chú Quyền Linh lo, nên đừng lo gì hết nha, đừng run nha. Giờ anh muốn anh giúp gì? Run quá hả? Đã đi. Còn nghiệp quá bây giờ nè. Cô này xinh không? Dạ được. Nhìn thẳng vô mắt người ta đi. Thẳng. Đó, xinh đó nha. Em nói đi, em thấy cô làm sao, em nói cho cô biết đi. Lần đầu tiên gặp mặt cảm tình sao gì đó, nói đi. Ai chẳng là chân thành ha. Chân thành mà. Cặp mắt ướt ướt thì chắc là rất nhiều cảm xúc ha. À đúng đó. Cặp mắt ướt ướt rồi cái môi, làn môi sao nói luôn. À, cũng khá rô re giống như em á. Cái gì? Nó khè giống em. Hồi đây tôi đứng làm sao? Hả? Anh nói em rồi đó, giờ em cảm nhận anh Tuấn thế nào? Anh hiền dễ thương. Ừ. Dạ, cũng được ạ. Nhút nhát ngoài mong đợi đúng không? Không sao, tại lên chương trình em cũng giống nhau mà. Em cũng luôn vậy. Giống đó. Nhau. Dạ. Nhưng mà thật ra anh nhát hơn em luôn đó. Dạ. Và bây giờ nè, Tuấn nói đi, khoảng bao lâu, ví dụ như mình đi chơi một lần gì đó, rủ đi chơi đâu, em thích gì? Vậy lúc nào mình có thể hẹn hò hả? Để tôi dịch cho, không nói vậy lúc nào mình hẹn hò? Thì nếu mà anh rảnh thứ bảy hay chủ nhật kỳ tới mình hẹn hò, hay là trong tuần anh đến lúc nào thì hẹn hò cũng được. Tại vì em làm nhân viên văn phòng thì chủ động được thời gian buổi tối, cùng một ngày mình đi làm. Anh thì sao? Mình nói chung là mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Dạ. Vậy anh có ngại là em đã từng đầu ở hôn nhân không? Không, mình không. Dạ. Cái vấn đề đó. Dạ. Tuần em nghỉ được mấy lần? Một tháng thì được 4 ngày. Không phải là ngày chủ nhật. Gồm đủ một tháng đúng 4 ngày luôn đi. Mình xuống 4 ngày luôn. Ừ. Được không? Dạ. Được. Được, gật đầu được luôn đi. Trời ơi, tôi thấy cặp này sao nó dạ. Em anh khó quá. Anh mong rằng là em chủ động giùm anh chút xíu. Dạ. Em trai của anh nhát quá. Em cũng hơi run. Không sao đâu, mình dạng lên. Có tụi anh đứng đây không lo gì chứ. Coi như là mình quen nhau từ lâu rồi đi ha. Rồi bây giờ nhìn thẳng người ta coi. Anh cảm nhận về em nha. Tại hồi giờ cũng không. Nói thật là em cũng rất ít tiếp xúc với con gái, cho nên cũng cảm thấy cũng chẳng biết nói như nào cả. Dạ. Hay là khoái con trai. Rồi cũng thời gian mình sẽ hiểu nhiều nhau như hơn. À, dạ. Dành
dành cho nhau nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Rồi, về ghế ngồi nào. Theo cảm nhận của Lan á, thì Lan thấy là hai bạn rất là hợp nhau. Chúng ta chuẩn bị nào. 1 2 3. Chúc mừng. Hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Cảm xúc của em giờ như thế nào? Rất là vui khi được đến chương trình này và rất là vui. Bây giờ hôn một nụ hôn đầu tiên đi nào. Nụ hôn đầu đời đó. Trời ơi. Tập trung vô, mình phải có tâm với cái nụ hôn đầu tiên. Đó. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Trực, năm nay em 31 tuổi, quê em là ở Phan Thiết. Em hiện tại là đang làm việc ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Em đang là quản lý của công ty nhỏ của Nhật làm về xây dựng. Cụ thể là em làm cái công việc gì chính chuyên môn của em á Trực? Dạ, em là quản lý chung để mà công ty vận hành một cách suôn sẻ. À, quản lý ha, được bao nhiêu nhân viên? Dạ, hiện tại công ty em cũng nhỏ, làm việc về bán vẽ xây dựng nên chỉ khoảng 12 nhân viên. À, rồi em ở Đồng Nai với ai? Dạ, em ở một mình. Một mình, còn gia đình em ở đâu? Quê em ở Phan Thiết nên mẹ em cũng đang ở Phan Thiết. Cũng ở Phan Thiết hết, lâu lâu mới về một lần đúng không? Em đang cố gắng là một tháng về hai lần. Tháng hai lần. Dạ. Em vào Đồng Nai làm việc lâu chưa? Sau khi ra trường 2015 thì em về Đồng Nai làm luôn. Nhà gái đã nghe rồi. Mời nhà gái. Bây giờ nhà gái giới thiệu về mình nè. Con chào cô Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh và chào nhà trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Thì con tên là Nguyễn Vũ Bích Ngọc, sinh năm 1998. Hiện tại con đang hoạt động trong lĩnh vực marketing. Con làm ở đâu? Dạ, con làm nghề tự do. Con đang ở đâu nè? Dạ, con đang ở Bình Thạnh. Ở với ai? Chị con có chồng rồi, chị con ở riêng, còn con là con ở một mình. Quê con ở đâu nè? Quê con ở Bình Định. Rồi. Ưu điểm khuyết điểm của Trực là gì nè? Dạ, ưu điểm ha, là em không biết uống rượu, bia hay cà phê. Em cũng không hút thuốc, cũng không biết chơi game. Tứ đồ từ không biết gì hết luôn hả? Cà phê mà cũng không biết uống nữa, tôi thấy nó nhạt quá vậy trời. Không phải biết uống chút cà phê, phải không? Chứ cái gì đâu mà không biết gì trơn thì trời. Biết làm ăn thôi hả? Dạ, em chỉ có công việc. Công việc thôi hả? Nói chung vậy cũng tốt, nhưng mà cũng nên đi giao lưu chút xíu ha. Như vậy là rất là tốt quá, nói chung là tốt hết á. Còn, ủa vậy có khuyết điểm gì đâu trời? Khuyết điểm nó liên quan tới tính tình của em. Là sao? Là tại vì em ít nói, trầm tính. Ngoài công việc ra thì em hầu như em không có nói gì. Và em khá thụ động. Và em cũng kiểu y như là tự ti về bản thân này nọ. Em tự ti về cái gì nè? Em có gì đâu tự ti. Chứ bề ngoài em không được sáng sủa như người ta. Không, nhìn được để bà mai, bà coi là. Bây giờ là xịt keo cho nó tóc nó dựng lên chút xíu ha. Rồi cái bắt đầu là trời ơi, nhìn cũng được lắm cho dạ, bộ. Dạ trai. Trời ơi, vậy mà tự ti gì nữa. Nói chung là em nhìn được lắm, cái vẻ bề ngoài á, hiền lành, chất phác, chân thật. Con cái là hơi thụ động, tức là mình chỉ có mình cứ lủi trong phòng hoài thôi không được. Trong phòng hoài em tự ti vậy là đúng đó. Nên bước ra ngoài đi em. Phía bên ngoài nó còn nhiều cái điều tốt đẹp lắm em. Tôi thì nhà trai tôi được. Tôi chấm là 9/10 đó. Nói chung không có trừ được điểm nào đúng qua không? Qua tôi coi Bình Định quê tôi cái coi. Đó. Quê vợ tôi Bình Định. Ôi. Con chào chú. Chào con, hai cái đồng điếu ha. Dạ. Con quê ở huyện nào? Con ở thành phố Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn luôn hả? Dạ. Bây giờ nè, ưu điểm của con là cái gì? Ưu điểm của con là con học bác, con nhiệt tình. Nói chung là con còn trẻ cho nên là con sẽ đi khá là nhiều. Bên nhà trai chú hiền lành. Hơi thụ động. Hơi thụ động. Con biết uống cà phê không? Dạ, con rất kiêng cà phê. Đó, về con nhớ tập cho nhà trai uống miếng cà phê nha. Rồi muốn uống bia không? Dạ, biết sương sương mà không thích uống bia. Biết sương sương mà không thích uống bia. Được, cũng được. Vậy thích uống rượu hả? Dạ đúng. Trời ơi. Gái Bình Định xinh lắm con dạ. Ơi. Bởi vì vợ tôi biết mà. Con cảm ơn chú. Tôi thấy được. Mạnh mẽ, mập mịp, mẫm mỉm, mịn nhon, mịn màng nữa. Mát mẻ. Đó, nói chung là bên đó tôi cũng chấm 9/10. Đúng. Hỏi giờ tôi nghe thử coi vụ tình cảm là đúng sao. Đúng rồi. Đô mình mạnh quá rồi, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Ý là đô mạnh không có nghĩa là có mối tình đâu. Con tìm hiểu thôi, xong người ta không nói chuyện với con nữa. Chắc là không hợp, con không biết. Vậy con hợp cái gì? Vậy chứ con cảm thấy con hợp với người như thế nào? Nói chuyện được với con là được. Ủa vậy mấy... Còn men trong người ta. Mấy người không lẽ giờ ai không nói chuyện con là không có hợp với con hả? Dạ là con hơi khá nói chuyện á. Con rất là nói con chuyện là dễ thương á. Con nói chuyện dễ đó. Gương mặt sáng sủa. Vậy là chưa còn trinh nguyên luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi. 10 điểm. 10 điểm.
Còn em trai sao? Tình hình kinh tế chính trị xã hội, tình yêu sao? Dạ em có quen một mối tình, em ấy là người Mỹ gốc Việt. Dám quen người Mỹ luôn á hả? Dạ. Nói tiếng Mỹ hay tiếng Việt? Sinh ra ở Việt Nam và qua Mỹ sống. À. Tại vì em ấy giỏi. Giỏi vậy gì? Giỏi, vừa học giỏi mà vừa tính tình rất là tốt. Ừ. Tại em do khoảng cách á nên mà em ấy cũng kiểu em như suy nghĩ nhiều mà em không có bên cạnh để mà chia sẻ nên nhiều lúc em ấy cũng gọi là có áp lực. Vậy là em đó ở xa quá đúng không? Dạ, ở xa mặt cách lòng, quen mấy năm? Dạ quen cũng hơn một năm. Ủa đó giờ em quen em nói là qua bên Mỹ bên đây quen nhau chứ không có ở Việt Nam hả? Dạ em ấy có về Việt Nam chơi với em. Chơi nhiều không? Trong một năm thì về một lần. Vậy quen mấy năm? Dạ quen hơn một năm, là không một năm ba tháng. Vậy nói về có lần rưỡi thôi hả? Dạ chủ yếu là video call với nhau. Quan trọng cái lần về đó có mặn nồng không? Dạ cũng bình thường. Cũng bình thường thôi. Chỉ mới nắm tay thôi chứ cũng chưa đi xa. Vậy có được cộng thêm điểm không? Chưa dám làm gì đâu. Thì đó có được cộng thêm điểm 10 điểm. Hai người hai bên đều trong trắng như nhau. Như nhau. Ông này nhát quá. Vậy thì bên kia sẽ bổ trợ cho mình chút xíu ha. Bây giờ mình nói về tương lai nè. Đúng rồi. Mong muốn có người bạn gái như thế nào? Em chỉ mong mà người bạn gái là hiểu chuyện, dễ nhìn và biết nghĩ cho người khác. Mảnh mai thì càng tốt. Mảnh mai thì càng tốt. Mảnh mai chắc hơi khó. Mảnh mai nói chung là... Là dạ. Con thấy con bị lật tiêu chí đầu tiên rồi đó. Không, nhưng mà con mấp míp. Con lấy thương. Cái khác con lắp lại con không lấy sao cả. Mấp, con lắp mảnh mai. Đúng, con phải để cho người ta thay đổi cái tư duy của người ta đúng chứ. Đúng rồi. Con là chú Tấm 10 điểm rồi đó. Bên kia là không có mảnh nha, không nhưng mảnh. Mà rất là đáng yêu và dễ thương. Ừ. À. Mà em gặp em sẽ thích. Ừ. Rồi tiêu chí gì nữa không? Đúng rồi anh. Rồi còn tiêu chí của con sao nè? Mẫu hình lý tưởng của một người chồng. Đúng rồi. Là người ta chỉ có tầng 3 từ thôi. 3 từ. Tâm, tầm, trí tuệ hết. Đối với con là tâm sinh tướng. Ừ. Thì tướng của người đó như thế nào là từ cái tâm của người đó đi ra. Tầm là họ phải có tầm nhìn. Ừ. Nói chung là con thích những kiểu như Donald Trump nè. Kiểu có một cái tầm nhìn và một cái gọi là... Con cũng thích cũng hơi thấp đó. Rồi cái gì nữa nè? Trí tuệ. Sao ước mơ? Đó là ước mơ con, không có mắc cỡ. Trí tuệ. Trí tuệ. Chà, tìm ba cái này hơi khó đó nha. Từ đầu tìm. Rồi, thôi được rồi, nói vậy để cho nhà trai hiểu ha. Dạ. Nhưng mà cái yêu cầu dáng dấp gì không? Con mảnh mai hay gì? Dạ, đối với con thì con không yêu cầu cái đó. Ừ. Bởi vì thiệt ra là con người sinh ra là họ đã đẹp sẵn rồi. Họ vẫn còn nguyên vẹn cả tay, cả chân, cả tất cả mọi thứ là họ đã đẹp rồi. Cho nên con không có yêu cầu về mặt ngoại hình. Tuyệt vời. 11 điểm. 11 điểm. Giờ mình hỏi người thân thôi, người thân nhận xét như thế nào? Rồi. Nhà gái đi với ai con? Dạ, ở dưới ạ. Nguyên vàng luôn. Dạ, cho hỏi bao nhiêu nhà gái đã có mặt đây ạ? Dạ, 4 người. Dạ. Tứ cô nương nữa hả? Cháu chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cháu là chị ruột của... À chị ruột hả? Vâng. Theo cháu thì bạn này thật ra là ngang tuổi cháu. Đối với cháu thì có thể bù trừ những cái tính cách với em cháu và thì cháu nghĩ là cũng nên tìm hiểu để mà tìm thấy cái sự thú vị của một nửa còn lại của mình. Nhưng mà sơ sơ thấy hợp không? Cũng được. Cũng được? Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi ai ạ? Em chào em. Dạ chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan và chào bên đàn gái. Dạ em là em của anh Trật thì cũng chơi thân thì cũng 10 năm rồi. Thì ảnh là con người rất là hiền lành, tỉ mỉ. Nhưng mà bù lại một cái là ảnh hay nhút nhát trong các mối quan hệ, gọi là hơi rụt rè. Nên có thể đó là một điểm khuyết điểm. Thì về tâm, về tầm, về trí thì em thấy là cả ba cái đó anh Trật đều có thể đáp ứng được. Nhìn ảnh vậy chứ tâm ảnh rất là thiện. Hy vọng hai bên nhà gái và nhà trai có thể bấm nút ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn nhà trai ạ. Bạn thân nói được ghê á. Mở rào. Tỏ Trực. Tới công chuyện luôn nè. Đúng đó, đúng ngày luôn rồi đó. Bước qua đi Trực. Dạ rồi, em gửi. Em cảm ơn. Đứng đó chưa gì chứ á. Mình coi nhà gái tặng mình gì nữa. Dạ, qua này là tượng Phật nhỏ nhỏ. À, cảm ơn nhiều. Dạ, em cảm ơn. Nói gì nữa không? Dạ, đặt câu hỏi. Không biết em nghĩ sao về việc ăn chay. Anh ăn chay từ nhỏ mà hiện tại anh đang chơi trường. Việc ăn chay hay ăn mặn nó không phải là một cái rào cản với em á. Bởi vì em cũng là đạo Phật. Ừ. Dạ. Tại vì nhà anh mọi người đều ăn chay trường hết. À. Nên hy vọng em không có ngại vấn đề đó. À không, không, không sao hết. Rồi, thôi hai đứa về chỗ đi. Nói chung ăn chay hàng chi cái tính tình đó. Tính nó đầm. Tính đầm nhẹ nhàng vậy đó ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau này Trực. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt sao? À em thấy anh sao không? Thấy anh là một người thứ nhất là hiền lành, công ăn ổn định, rồi
có ý chí, anh muốn một người quen anh là một người như thế nào á? Tại vì tính anh rất là nhát, hầu như là ít khi chủ động về mọi việc. Thực tế con trai thì phải cần chủ động, nhưng mà tại tính anh ngại ngùng mà nhát nhát cấy, nói chung là vậy. Với anh thì cái việc mà anh chủ động hoàn toàn thì hơi khó. Hy vọng em có thể hiểu đồng cảm với anh là được. Nhưng mà anh góp ý nè, thật ra em nói vậy thì nhà gái nghe vậy thôi, nhưng mà cái gì em cũng bắt nhà gái chủ động nó không hợp lý lắm. Thí dụ như tới ngày lễ, ngày Tết em phải chủ động tặng hoa, hay là mình nhìn bạn gái mình thích cái gì mình phải chủ động. Thí dụ vậy, mình nói gì nói, mình nhát thì nhát với người ngoài, nhưng với bạn gái của mình, với bà xã của mình thì mình cũng mạnh dạn lên. Đó là người thân của mình mà, có gì đâu ngại. Em có thể thay đổi một chút xíu đó được không? Dạ, em sẽ cố gắng. Rồi, hai bạn tiếp tục nào. Trước khi bạn đến chương trình thì em có suy nghĩ là mong là người phụ nữ của gia đình, có nghĩa là chăm sóc gia đình tốt, biết nghĩ đến gia đình. Ngoài gia đình của mình thì suy nghĩ cho cha mẹ, mọi người xung quanh, mong muốn làm tốt một người phụ nữ gia đình là được. Không biết em suy nghĩ ý kiến đó như thế nào? Em sinh năm 1998, em thuộc thế hệ Gen Z. Và với em thì em sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Em sẽ cũng không có tập trung quá nhiều 100% sức lực của mình cho gia đình, mà bởi vì em còn có định hướng phát triển công việc của em nữa. Cho nên là anh đang mong muốn một người mà hoàn toàn gọi là một người của gia đình, sống hết mình về gia đình. Và có thể là nếu như mà theo một cái trường hợp xa hơn là chỉ ở nhà thôi và không đi làm á, thì thực sự là em không đáp ứng được điều đó. Đó là thẳng thắn với em, bởi vì em còn rất là nhiều thứ trong công việc em còn phải phấn đấu. Nếu như mà có thể thỏa thuận được thì nó là sự cân bằng giữa công việc với gia đình. Cảm ơn. Còn mình muốn có một người chồng thế nào, nói cho anh biết đi. Thiệt ra là em chưa bao giờ có chồng. Em chưa bao giờ có chồng. Nhưng mà thông qua những cái người dạ là chưa có mối quan hệ nào, và cũng là chưa đến tuổi lấy chồng. Cho nên là thông qua những cái trường hợp xung quanh của em thì em đang mong muốn một người chồng của em họ phải có tính chủ động. Ít nhất là không biết gì thì cũng phải đi hỏi em. Có những câu hỏi rất là vô tri, nhưng mà cứ phải hỏi để biết được là em đang muốn cần giải quyết cái vấn đề gì. Anh cũng hiểu. Rồi. Hợp lý. Bây giờ rồi, chúng ta tiến tới gần chút xíu đi. Không biết em có gì hỏi. Bao lâu nữa anh cưới? Thì anh cứ muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Tính anh là càng để lâu thì lại càng phai nhạt. Nên anh có bắt em đẻ bằng mọi giá phải đẻ đứa con trai cho anh không, thí dụ chẳng hạn? À đúng rồi. Anh thì thích con trai. Nhưng mà có phải bắt buộc không? Không bắt buộc, nhưng mà anh thích con trai hơn. Nếu như mà đẻ hoài con gái thì sao? Con gái thì vẫn vui theo kiểu con gái. Cái quan điểm mình cứ trao đổi thẳng thắn coi sao. Mặc dù là con chưa bao giờ đẻ. Mặc dù là con chưa bao giờ đẻ. Dạ đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ Trực có hát bài gì tặng cho em gái không? Vậy em xin hát một đoạn trong bài Phía Sau Một Cô Gái. Rồi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngỡ em từ xa ôi im hơn. Cả cuộc sống bóng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Em hát bài Chưa Quên Người Yêu Cũ. Mặc dù có chưa có bộ. Không, chưa có bộ, nhưng mà ý là do cái bài đó nó dễ hát, nó dễ nhớ. Quá trời quá đất luôn. Khó quá ta. Hát đi con nói sao? Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đâu, là bớt đâu, là bớt đâu. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Dạ, thế rồi. Rút kinh nghiệm ai đó cũng được. Ai cũng vậy hết. Dạ. Gặp người nào đó đừng bao giờ hát Chưa Quên Người Yêu Cũ. Dạ. Mà hãy hát bài Đừng Xa Em Đêm Nay. Đúng rồi. Đó. Bài đó là bài nên hát. Và vui thôi, nãy giờ nè. Nắm hoài luôn ha. À, được rồi. Nhắm mắt lại. Lắng nghe con tim mình, lắng nghe xem suy nghĩ của mình như thế nào về người đối diện. Nếu chúng ta cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, đúng với mình, nếu có cảm xúc bấm ngay cái nút, còn nếu không hợp với mình không cần bấm. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Cô gái của chúng ta không bấm. Thật ra thì cô cũng đoán được cái kết quả này. Nhưng mà cô cũng vẫn muốn nghe con nói một tí xíu. Thiệt ra là con cũng muốn
thành thật với cái chuyện là mình ghi sóng truyền hình đó. Cho nên là mình quyết định ai hay mình lựa chọn ai con cũng không muốn làm tổn thương. Cho nên là nếu mình cảm thấy là không có cảm xúc hoặc là người đó không phải là một cái người mà con đang mong đợi thì con sẽ không bấm. Chính xác là như vậy. Hãy nói thật với nhau về cảm xúc của mình. Mặc dù em trai rất là thiện lành, em trai rất là nhiều điều tốt, phải nói rất nhiều điểm cộng. Chỉ có điều là phụ nữ bây giờ người ta cần năng động hơn nhiều, và người ta cần phải chủ động hơn và cần hoạt bát hơn chút xíu. Thật ra em đủ hết trơn luôn á Trực. Vấn đề tại vì em ít có giao tiếp nhiều quá, thành ra những cái tiềm năng của em nó không được bộc lộ thôi. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Thì về mình đi, mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn bên kia rào. Mình chào cái đi em, mình chào cái đi. Dạ em chào anh. Chào em. Em tên là Lê Văn Nhơn, năm nay 31 tuổi. Quê thì ở Đồng Tháp. Đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhơn làm gì Nhơn? Dạ em làm bên cái nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc, làm bên logistics. Tức trợ là sáng tạo đó hả? Trợ lý giám đốc hả cưng? Xin nhập khẩu á. Trời bên đây trợ lý giám đốc đàng hoàng. Ủa nhưng mà giám đốc của em là nam hay nữ vậy? Dạ giám đốc là nam. Ờ vậy hả? Thôi cũng được, giám đốc là nam em ơi. Em ở làm ở quận mấy vậy Nhơn? Dạ em làm ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh. Nhơn trợ lý giám đốc quê Đồng Tháp, 31 tuổi làm Bình Thạnh. Chào đàn gái đó. Rồi bây giờ để nghe đàn gái ta giới thiệu nè. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Hùng hồn lên đi em, mới bển thấy hùng hồn quá. Bên mình cũng vậy đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chính xác rồi. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào anh trai kế bên. Chào dạ. Em. Dạ chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Tường Vân, năm nay 30 mùi lá rụng. 30 rồi phải không? Dạ. Nói nghe nè Linh ơi, cùng họ với Vân đó. Phải không? Đúng rồi, Ngô Đặng Hồng Vân nè. Cùng còn tên luôn đúng không? Ngô Tường Vân. Ngô dạ. Tường Vân luôn Linh ơi. Ngô Tường dạ. Vân với Ngô Đặng Hồng Vân ha. Có bà, hợp bà lý con quá. Bà con đó nha, coi như là nói chứ. Tại vì họ Ngô ít lắm em. Dạ. Thì chắc chắn là cái nhánh nó cũng đâu chúm ở đâu phía trên á. Dạ. Để đó chị kiếm chồng cho. Để đó chị lo. Chăm sự nhờ chị. Rồi. Giờ mình nói đi nghề nghiệp của mình nè. Dạ, hiện tại em đang làm nhân viên sale của một công ty bất động sản ạ. Sale của bất động sản. Dạ. Chứ không phải là trợ lý giám đốc đúng không? Dạ. Em đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở quận 12. Quận 12 quê ở đâu vậy? Dạ em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. À ở thành dạ. phố Hồ Chí Minh luôn, anh dạ. kia Đồng Tháp á. Nhà quận 12 với Bình Thạnh đi cũng gần ha, không nói xa lắm. Em có thể giới thiệu một chút về ưu khuyết điểm của em đi em gái. Dạ. Ưu điểm của em là em tự tin, em ham học hỏi. Dạ, em nấu ăn rất là ngon. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ cái sở thích của mình á. Em hiện tại đang tập tành làm YouTube nọ kia. À vậy hả, dạ. làm vlog đồ đó phải dạ. không? Vlog về nấu ăn hả? Dạ đúng sao? Rồi chị. Ồ, nè Bển nghe chưa? Dạ, nghe rồi ạ. Ừ đó, vlog. Chào cô Vân vlog. Đỡ quá, hên không kêu bà Vân vlog nữa mà. Còn em có khuyết điểm gì không Vân? Dạ, khuyết điểm của em là khi mà giận á, thì em hay im lặng khá là lâu à. Giận là im coi lặng. Như giận là mình nín luôn, mình không nói gì luôn á. Dạ em im lặng giống như vậy người cũng tốt em. Chứ người nhiều người giận ta la ôm sùm nó mệt lắm. Dạ. Cái gì Linh nói gì? Linh nói có nhiều người giận ta la ôm sùm mệt lắm. Trời ơi nhưng im lặng cũng mệt mỏi lắm á nha Linh nha. Là giận dữ lắm á. Ừ. Như là im lặng khoảng giận bạn trai thì giận im lặng khoảng một tháng. Trời ơi trời đó. Dạ năn nỉ thì hết, còn không năn nỉ thì thôi. Là giận hoài luôn. Một tháng dạ. luôn hả Vân hả? Trời ơi dạ. một tháng luôn, đó là bạn trai đó nghe, chứ còn chồng chắc cả năm quá. Trời ơi. Thiệt là địa ngục đó mà. Nhau cả tháng mà không ai nói gì hết trơn là thiệt là đúng là buồn á. Nhưng mà cái đó là điểm gọi là coi như là cái điểm gọi là điểm yếu khuyết điểm. Còn có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em là em ngủ em hay nghiến răng á chị. Nghiến răng có hả? Khét có khét. Có ra tiếng không? Dạ có. Em là bạn của cậu Cốc hả? Rồi đó là ưu khuyết điểm của bạn gái. Còn bạn trai? Dạ nói về ưu điểm trước thì em là người rất là nhiệt tình, biết nấu ăn, không hút thuốc, không uống rượu. Tốt. Là mẫu người của đàn ông của gia đình. Ai nói với em điều đó hay là tự em nhận ra? Dạ tự em nhận ra. Tự nhận ra. Với lại mẹ em cũng nói vậy. Ồ vậy hả? Dạ. Thì tốt quá rồi. Còn khuyết điểm là gì Nhân? Dạ khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Với lại em dễ tin người. Em sợ độ cao. Thường đi đá banh thì em đổi đầu không có được, tại vì em sợ độ cao. Ủa đá banh mắc mớ sợ độ cao? Để nhìn lên thấy trái bóng rớt xuống mình sợ mình đổ không được. Độ cao thường ta leo lên cao ta nhìn xuống ta sợ chứ này. Nhìn lên cao cũng sợ nữa hả? Dạ.
Vậy ra này chắc không bao giờ nhìn trời quá. Không sao, nếu sống vậy cũng tốt, đừng nhìn lên toàn là nhìn xuống không thấy mình hơn nhiều người ha. Dạ đúng rồi. À, cũng tốt mà. Có một nhưng mà có tật xấu gì không dạ? 31 năm nay thì em không biết mình có tật xấu gì không nữa. Trời ơi, em không biết là em có tật xấu gì luôn á hả? Dạ. Đó là tật xấu đó. Tức là mình không nhận ra mình có tật xấu rồi. Tại vì có bộ cái người đàn ông nó hơi kiêu hãnh ha. Dạ. Một người mà 31 năm không hề có tật xấu gì. Tốt toàn diện. Ừ. Bên đây người ta nói này, cái điểm mạnh của người ta cũng đồng thời là điểm yếu của người ta là người ta đẹp quá đó. Trời ơi, quá dữ. Rồi bây giờ mình nói chút xíu tình duyên đầu năm mới cái coi nào. Tình duyên của em sao? Dạ thì trong suốt 30 năm cuộc đời em đã trải qua hai mối tình chóng vánh. Trời ơi. Dạ, mối tình đầu tiên là năm em 23 tuổi. Dạ, em quen bạn đó được một tháng thì chia tay. Mối tình đầu á hả? Dạ. Là năm 23 tuổi. Dạ. Trước đó là không hề có yêu ai luôn. Dạ. Wow, rồi. Dạ, lý do là tại vì lúc đó em mới khởi nghiệp á thì em tập trung vào công việc nhiều quá. Em làm từ 7 giờ sáng đến khoảng 10 giờ tối á. Hẹn nhau đi chơi thì em mệt rồi em buồn ngủ. Em hay ngủ gục lắm. Mấy lần đầu đi chơi bạn nói trời ơi, em dễ thương quá ngủ gục. Dạ mấy lần sau bạn nói vô duyên quá. Chia tay luôn. Một tháng rồi là chia tay là lý do là vì em hay ngủ gục đúng không? Dạ. Em chủ động chia tay. Em chủ động chia tay. Dạ. Tại vì bạn nói cho em ngủ gục hả? Dạ đúng rồi. Giận quá chia tay luôn. Giận. Vậy là lúc đó còn nít quá. Dạ, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì năm em 28 tuổi thì mối tình này cũng hơi thực dụng là do cái anh bạn đó ở bên nước ngoài, anh đang tìm một cô vợ mà kiểu nếu mà qua bên đó có công việc ổn định á, thì trước đây em làm nail á chị, em làm 7 năm, thì qua bên đó thì em có thể không dựa vào anh đó mà sống được, phụ giúp gia đình ảnh được. Còn em thì thấy ảnh bên nước ngoài cũng muốn kiếm vé, cái quen mà kiểu khoảng cách xa quá, 6 tháng thì tụi em chia tay. Có nghĩa là hai người á đều tìm thấy được cái điểm để mình có thể nhờ cậy đúng không? Dạ đúng rồi. Em thì kiếm một tấm vé. Dạ. Còn anh kia thì nghĩ là em sẽ không có phụ thuộc vào ảnh, em tự lập được đúng không? Dạ. Rồi 6 tháng là chia tay, hai người ngộ ra điều đó rồi chia tay hay sao? Dạ không, em chủ động chia tay luôn chị. Do anh đó về khoảng được một tháng rưỡi mà gặp em ít lắm chị. Tại chủ yếu thời gian ảnh dành cho bạn bè, ảnh đi nhậu nhiều lắm. Dạ. Rồi nói chung ít quan tâm em cảm thấy tìm hiểu thì cảm thấy quan điểm sống không có hợp. Với lại cái ngày mà chia tay em nói em gọi điện em nói là thôi mình chia tay mình mệt mỏi quá. Là anh gọi điện á, anh lúc đó anh đang nghe anh nói là hiện tại bây giờ anh đang trên bàn nhậu á, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới xong thì em cứ ở nhà chờ anh đi, 1 tiếng rưỡi nữa xong rồi anh về. Vậy đó hả? Dạ, chia tay mà còn vậy nên thôi. Nói chung là hai cái mối tình chia tay đều lãng nhách á. Dạ đúng, lãng xẹt. Nói chung tình yêu bên đó là chưa có sâu sắc, chưa có thăng hoa lắm. Dạ. Chưa có thật lòng lắm, thành ra nó cũng đơn giản, chia tay đơn giản thôi. Thật ra là không phải là yêu luôn á Linh. Đúng rồi, đâu phải là yêu đâu. Chỉ mới gọi là chớm nở tí thôi. Tìm hiểu. Còn Nhơn sao Nhơn? Dạ em có một mối tình, mối tình đầu luôn. Đầu luôn? Dạ, duy nhất tới giờ. Mấy năm Nhơn? Dạ quen được 5 năm. 5 năm? Dạ chia tay được 4 năm rồi. Ủa nhưng mà quen 5 năm mình cũng hiểu nhau nhiều mà tại sao lại chia tay Nhơn? Dạ lý do chia tay cũng là em bên đạo Chúa đó. Dạ mà bên kia thì không có vô đạo được nên cuối cùng phải chia tay. Rồi anh hiểu rồi. Vân ơi. Dạ. Vân có đạo không Vân? Dạ em có anh. Trời ơi mừng quá. À vậy hả? Linh ơi. Linh ơi Linh. Hả? Vân đề nghị Linh là riêng cái ca này là kêu Tường Vân với Hồng Vân rõ ràng nha. À. Vân bị nhột nhạt hoài nãy giờ gọi mấy lần mình thưa rồi đó. Vân Tường với Vân Đặng. Vân Hồng, Hồng Vân, Vân Hồng. Tường Vân nghe. Rồi như vậy là nói chung là hai bên cũng có một trải nghiệm về tình yêu rồi. Bây giờ mình bỏ qua tất cả chuyện cũ ha, mình đi đến một cái tình yêu mà coi như mối tình đầu đi. Vậy đi. Dạ. Nghe, nhưng mà Vân muốn hỏi bé Vân, bé Tường Vân chút xíu, tức là những cái mối tình kia là do em gặp được hay là do ai mai mối? Dạ mối tình đầu thì em gặp được, còn mối tình thứ hai là do mai mối. Ai mai mối cho em? Dạ anh trai. Anh trai ruột của em hả? Dạ. Rồi, ông mai mối mấy lần rồi? Dạ một lần. Một lần dạ. Mà không vậy là ông đó là có phải là bạn của anh em không? Dạ đúng. À vậy đó hả? Vậy bởi vậy cho nên là chắc là nghĩ là em còn nít á. Dạ, nào trong đầu cũng nghĩ là em còn nít, hiểu không? Nói chung á là một nhà của thiên thôi em ơi. Đúng rồi, bên người ngoài ta làm nó dễ hơn. Dạ. Thấy không? Đó mà, chuyện là chuyện của Quyền Linh, Hồng Vân, tự nhiên đưa ông anh vô chi? Không, cái chắc lúc đó chưa biết mình á, Linh ơi, chưa chắc biết, chưa biết mình. Ừ. Rồi, chuyện này để Quyền Linh, Hồng Vân lo nha. Dạ. Để hỏi coi là cái hình mẫu lý tưởng của Tường Vân là ai nè.
Dạ, hình mẫu lý tưởng của em á là đây ạ. Là đây là ai vậy? Chà, cũng ngộ ngộ á Linh. À, ngộ quá. Ngộ ngộ. Đâu đưa Linh coi coi. Vân tưởng là bạn nói là hình mẫu lý tưởng của bạn là Quyền Linh hay là... Trời gái. Ừ. Em chào anh. Ngộ ngộ á. Ai đeo mắt kiến bự dữ vậy? Tóc dựng dựng lên ha. Vẽ luôn phát họa luôn. Đưa coi bạn này coi làm sao nè. Dạ, dạ chào chị. Ý. Cũng đẹp trai. Đeo cái mắt kiến vô thấy cũng được. Đeo mắt kiến vô. Thấy cũng có vẻ đó, có vẻ hơi... Anh em sao em nói thử sơ sơ anh em coi. Dạ. Hình là anh em đúng không? Dạ chính xác. Là anh ruột á hả? Dạ đúng rồi. Ồ, là hình mẫu lý tưởng nhìn, của em là giống anh em hả? Dạ. Nhìn rất là giống Vân luôn á. Tường Vân à. Ông làm tôi nhột nhạt nãy giờ nha. Sao em tả anh em chút xíu coi Tường Vân. Dạ tính cách thì anh em là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Chững chạc, có chí cầu tiến, ham học hỏi, chăm lo cho vợ con, gia đình rất là tốt. Với lại là nói được là làm được chị. Dạ. Không nói thì thôi, nói được có là không? Dạ có hết anh. Có hết. Khỏe rồi. Thấy cơ bộ được được. Thì cũng được ha, có hết rồi đó. Rồi còn hình mẫu lý tưởng của em trai là gì? Em thì cũng không có hình mẫu gì đâu. Nhưng mà nếu mà cái cách ăn mặc mà giống như Miu thì ok hơn. Miu. Miu. Em Miu Lê được không? Bạn hỏi giống Miu Lê được không em? Dạ được ạ. Nói chung là nay Tết mình ra cô gái mặc áo dài này cũng nó cũng khác với Miu. Dạ em thích con gái mặc áo dài. Thích phải không? Dạ thích. Đấy, áo dài đẹp không? Nói chung là bạn này thấy có bộ không có được gọi là lập trường vững chắc á. Nói là thích giống cách của Miu xong rồi... Ủa Miu cũng có mặc áo dài mà chị. Không thì đó, xong hỏi giờ giống Miu Lê được không? Dạ cũng được. Rồi giờ bạn này nay mùng 2 ta mặc áo dài, nó dạ em cũng thích mặc áo dài. Phải lập trường vững chắc, dạ. Ai là ai? Dạ em rất là vững. Tại sao em không nói là em thích một cái gì, một người bạn gái mà làm sao mà cho giống Tường Vân á, ví dụ vậy. Em kiên định với Tường Vân đi. Dạ sao em... biết được mà. Cho em xem được. Lại Tường Vân. Này đâu phải Tường Vân. Tại sao giống? Đây là anh của Tường Vân. Anh của Tường Vân. Tại nãy anh nói giống kìa. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi chứ giờ. Chưa, để tôi hỏi chút xíu. Thôi nữa hả? Cái ca này họ cùng họ với tôi mà cùng tên. Hồi với tôi rồi, tôi phải. Em nói nghe nè. Bây giờ là tài sản em sao rồi? Nhà mới quen tôi hỏi tài sản rồi. Mắc cười quá, người ta phải bị mai mối. Ông anh ông đã trật ruột rồi, bây giờ mình không có trật được. Hỏi mình cho nó kỹ hả? Hỏi cho thật kỹ coi là thì sao. Thì tao hỏi nghe tế nhị chút xíu, dụ như em ở xin lỗi đâu? Hôm nay mùng 2 Tết chị hơi hồ đồ ha. Nói nghe nè, em có nhà chưa vậy cưng? Dạ hiện tại là em có một cái căn nhà ở dưới quê. Nhà dưới quê ở dưới Đồng Tháp á hả? Dạ. Nhà rộng không nè? Dạ cũng được ạ chị. Được là được sao vậy? Trời mắc cười quá. Miễn ta có nhà được rồi. Không, tại không lẽ giờ hai đứa xuống Đồng Tháp ở sao nhà mà mặt được? Tiền không em? Dạ mặt tiền. Đó thấy chưa, nhà mặt tiền, trời ơi. Kinh doanh được luôn. Nói nghe nè, ngang nhiêu vậy? Hỏi. Hỏi kỹ. Ngang ha, ngang mét rưỡi, dài 3 mét. Để mình can, ví dụ như cái đó mặt tiền 10 mét đi thì là sẽ tương ứng với cái mặt tiền ở trên đây là khoảng 3-4 mét. Trời ơi, ở đâu vậy, mặt tiền là cũng mắc như nhau rồi Vân ơi. Ở Cà Mau mặt tiền người ta còn mấy tỷ bạc mà, đừng nói chi. Linh biết về bất động sản, Vân đâu sao biết đâu. Đây hỏi em gái xem Vân bất động sản mà mặt tiền ở đâu cũng mắc hết trơn á. Em mặt tiền Đồng Tháp mắc không? Mặt tiền Hồ Chí Minh là được nhất chị. Chưa chắc đúng không? Dạ. Có như mặt tiền Hồ Chí Minh không bằng mặt tiền ở Đồng Tháp nha em. Dạ. Không, bây giờ có cái, nhưng mà nếu mà ảnh có cái nhà mặt tiền Đồng Tháp thì được không? Được về không? Mở bất động sản ở đó được phải không? Thôi bên đây ta chịu rồi, chịu rồi. Từ từ làm gì cãi dữ vậy. Nói hiểu không? Nói rồi. Nghe nè, lương đủ nuôi hai đứa không? Giờ nó không đi làm đó, nhà làm vlog không thì em có đủ dạ đủ chị. Đủ đúng không? Dạ được 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 ha. Được. Ủa đi lấy chồng ha, đi hỏi nhà cửa với tiền bạc thì cũng phải coi nền tảng chứ, mắc cười quá. À nền tảng cũng được, nền vững tảng lắm á. Vững mà thì cũng cho chắc ăn, hiểu không? Rồi để tôi hỏi thằng gái thử coi sao nó giờ. Hỏi đi. Gọi là phỏng vấn đàn trai nhiều quá, chào em gái. Dạ chào anh. Em có ghen không? Dạ có. Có ghen nhiều không? Đàn dạ, bà nó không ghen, mắc cười quá. Dạ. Nhưng mà ghen, tao ghen nhiều quá nó cũng không hay lắm, hiểu không? Dạ. Nếu như bây giờ phải về Đồng Tháp làm dâu, em có đồng ý không? Dạ, em chắc không ạ. Không. Dạ. Nếu về Đồng Tháp làm dâu không đồng ý, lý do? Dạ. Thì ở chung khó. Chung khó. Dạ. Anh thấy giờ làm dâu cũng dễ mà em. Làm dâu á là mẹ chồng, cha chồng phải lo cho cháu nè. Rồi á là có thi nấu cơm cho nàng dâu ăn nữa nè. Dạ. Anh làm mẹ chồng nàng dâu không biết mà nhiều mẹ chồng là lo hết cho con dâu luôn vậy đó. Dạ, vậy được.
Thôi vậy được hả? Thôi. Em cũng không có lập trường gì hung ha. Dạ em phải nói quan điểm của em nhiều khi tại vì con em mình đang làm ở thành phố, công việc mình đang tốt, ổn định đúng không? Dạ. Rồi bản thân bạn cũng đang ở thành phố, công việc quá ổn định, tự nhiên bây giờ về Đồng Tháp thì nó mất cái cơ hội thăng tiến đi. Mình phải nói cái lập trường của mình nó vững vàng. Ở Đồng Tháp cũng bất động sản cũng đang nóng lắm á. Nhưng mà bạn này đang làm trợ lý giám đốc ở trên này mà. Đúng không? Đúng rồi. Thì đó, thì mình phải thuyết phục bằng cái cách đó đúng không? Chứ còn làm dâu là bây giờ đơn giản lắm. Làm dâu bây giờ rất là đơn giản luôn, giống như anh Linh nói á. Cho nên là mình không có sợ gì hết trong việc làm dâu. Dạ. Chỉ có điều là ngay thời điểm này là các bạn đang thăng tiến ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra là mình như vậy thôi. Mình hỏi quan điểm vậy thôi. Còn bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi họ tính sao ha. Ừ đúng rồi. Rồi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với anh trai của em. Ủa có hả? Dạ. Vân nhìn là Vân biết rồi, anh trai ngồi dưới đây nè. Đó. Vân nhìn là Vân thấy liền. Nhiều nó dễ lắm vậy. Dễ hơi ít đó. Sao anh trai? Anh trai thấy em trai bên đây thì sao? Vâng, thì giờ lời đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Thì tôi giới thiệu tôi là Long, là anh trai của Tường Vân. Thì qua đây thì nhận thấy em Nhân này thì cũng mặt mày sáng láng, để công việc ổn định. Thì thấy cũng có dân miền Tây mà không uống thuốc là rất là tốt á. Thì uống thuốc là không có tốt cho sức khỏe. Thì nếu mà cố gắng học hỏi cầu tiến thì cũng có thành tựu sau này. Thì thấy hai bạn cũng có vẻ xứng đôi thì xin cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn chị Long. À, đi với ai nào? Nhân. Dạ em đi với mẹ với lại mẹ. Chị đồng nghiệp. Rồi, chào cô. Chào anh Quyền Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Và tất cả anh toàn thể trong trường quay. Tôi là mẹ của con trai tôi. Tới đây là tôi để cổ vũ cho con trai của mình tìm được một nàng dâu nào hiền, dễ thương. Và tôi cũng mong muốn là nhìn thấy con mình hạnh phúc thôi, chứ tôi không cần làm dâu làm gì hết. Vậy mà làm cha làm mẹ thì chỉ muốn con mình hạnh phúc, chứ không có để mà nhờ con hay là để gì hết, để cho con mình nó có tương lai sớm hơn càng tốt. Còn con thì con nếu mà con có cho Nhân cơ hội thì con cứ yên tâm về điều làm dâu của cô, không có sao hết. Dạ. Cô rất là thương con. Dạ. Xin hết. Nhưng mà cô thấy nàng dâu thế nào? Có đó nàng dâu này rất là xinh, là đẹp, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Cô mới gặp con lần đầu là cô cảm thấy là có thiện cảm. Dạ, trời, con cảm ơn cô. Trời ơi đó. Rồi vậy là tốt quá rồi ha. Mắt lòng mắt dạ liền. Ừ. Mới gặp cái thấy thiện cảm rồi. Thôi bây giờ cho hai đứa gặp con nó có thiện cảm không? Ừ, vậy đi. Mở rào đi ha. Mở rào đi. Mở rào. Rồi đó Nhân, bắt đầu đi Nhân. Anh chào. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Món quà này là anh làm là một tháng rồi đó. À, dạ. Anh tự tay làm á. Anh chuẩn bị trước một tháng. Ừ, còn đây là cái đèn ngủ anh cũng tự tay làm luôn. Dạ. À, dạ, đẹp quá. Đây là cái món quà mà cái đồ handmade mà anh làm. Ở đây có chữ làm bạn muốn hẹn hò, với lại đây là cái tên của anh khắc trước. Dạ. Tại vì anh chưa biết tên của em. Dạ. Nên khi nào mà nếu mà có cơ hội thì anh sẽ khắc cho nó trọn luôn cái tên của em vào đây. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Nói có chung đổ. Rồi để đây. Sao hai đứa chúng gặp nhau chúng luống cuống quá. Dạ em cũng có món quà. Em tặng anh. Dạ, cảm ơn em. Đây là cuốn sách em thích nhất cho nên là em muốn chia sẻ sở thích của mình nha. Dạ. Anh cũng thích đọc sách lắm. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cho anh hỏi là em. Em thứ mấy ta? Dạ em là Út. Dạ. Rồi anh cảm ơn anh nhận trước. Dạ. Mời anh về chỗ. Khoan khoan. Thì hôm nay thì anh rất là vui khi dạ. được gặp em. Dạ. Thì anh có muốn hỏi em một câu. Dạ. Thì nghe anh Quyền Linh ở gần, chị Hồng Vân ở xa. Dạ. Luôn miệng khen em đầm thắm nết na, thật thà, nhân hậu. Nên anh mới chặn đường hỏi bậu đôi câu. Út ơi, thấy người ta có cặp có đôi, hỏi em có bồi hồi bối hồi. Em hỏi anh bồi hồi là gì đi? Dạ là gì anh? Bồi hồi bối hồi là nhớ, là thương, là chờ, là đợi, là ước cho duyên ta sớm nên vợ nên chồng. Trời đất ơi.
Em không sao đi tìm ra cho ai bằng anh. Trong muôn đêm muôn vạn ngày, đóng sang tay nào ai. Tí laser chào thua, nói gì robot đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà, châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chi mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Bây giờ tôi với ông á đi xuống dưới kia đi kiếm nước uống đi. Kiếm cà phê uống đi chứ lần giờ. Lần đầu gặp nó quấn quýt nhau liền ha. Không cần, dễ thương không biết quá. Mình là ai luôn mà. Rồi, dễ thương lắm. Bây giờ hai đứa nhìn nhau, hai đứa nhìn nhau quay lại. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau thế nào nè? Em thấy anh sao? Dạ, thấy anh dễ thương. Em còn ngủ gục nữa không? Dạ, em hết rồi. Em bỏ lâu rồi. Dạ, chỉ còn nghiến răng thôi đúng không? Dạ. Cái đó anh chịu được. Dạ, em cho em hỏi anh vài câu nha. Dạ. Sở thích của anh là gì ạ? Anh là thích làm đồ handmade. Thích đạp xe đạp. Thích, nói chung là thích làm những gì về nghệ thuật á. Dạ. Thì sau giờ làm việc á thì anh thường làm gì? Sau làm việc thì anh đi uống cà phê với bạn bè. Dạ. Thì cũng có làm đồ handmade để mà kinh doanh thêm á. Dạ. Anh có thích đọc sách không? Có. Anh thường thường thì anh cũng ra nhà sách, mà nhà sách đó có cái quán cà phê trong đó đó. Em có thể đọc cà phê sách đó. Dạ. Đúng rồi. Thì cuốn sách yêu thích nhất của anh là gì? Làm thế nào để tăng lương. Sách hay vậy ta. Rồi anh đọc thôi. Dạ có. Mình chưa biết luôn á. Anh chưa biết cuốn đó. Em có mua cuốn đó, đó. Em có mua cuốn đó về nhà rồi, có gì cho anh cho anh mượn nha. Để anh tặng mấy đứa công ty coi. Dạ. Trong cuốn sách đó thì cái điểm yêu thích nhất của anh là gì ha? Trong cuốn sách đó thì nó dạy cho mình 17 nguyên tắc thành công. Thì anh rất thích 17 cái nguyên tắc đó luôn. Dạ. Rất là hay. Em nè, em thấy bạn này giống anh trai bạn bao nhiêu phần trăm? Dạ. Không, hỏi anh em trai đó. Dạ. Em thấy em gái giống anh trai. Dạ giống khoảng 80-90%. 80-90%. Dạ. Nhưng vấn đề là bạn gái á, em giống anh em, cái tính cách của em giống được anh trai bạn này bao nhiêu phần trăm? Em nãy em nói rồi á, là nghĩa là em làm được hết mà. 100% luôn. Dạ. Trời ơi. Em là một người đàn ông của gia đình, thường đi làm xong thì em không có đi la cà hay đi chơi hay là đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp và bạn bè gì nhiều. Em chỉ thích về nhà để cái gặp người mình yêu thương á. Mà hiện tại thì chưa có nên... Mà tí dụ giờ anh trai bạn này rủ em đi nhậu em đi không? Dạ không, em không có nhậu. Đó, đây có mặt anh trai nè, mốt anh trai được. Tại vì bạn này đã bị cái anh kia đi nhậu rồi đó, bạn sợ lắm nãy cho nên bạn hỏi liền á là sau giờ làm việc anh làm gì á. Bạn không biết nhậu mà, không biết uống thuốc luôn mà. Bây giờ em gái thử đánh giá coi anh trai bạn trai này á giống ông anh khoảng bao nhiêu phần trăm. Nhìn sơ sơ cảm nhận thôi, thử coi. Dạ xương xương khoảng 50%. Có 50 thôi hả? Không gì cũng được rồi, mới xương xương thôi mà. Đó, bây giờ anh trai hỏi gì em gái nữa đi. Ở quận 12 là em ở... Dạ em ở ngay chỗ ngã tư ga. À dạ. Là bên Hàng Quý Giáp đúng không? Đúng rồi. Mình hẹn hò sao đó. Tết anh, nè. Anh thì ở... Anh ở Gò Vấp. Anh làm Bình, là Bình Thạnh là ở Gò Vấp. Anh ra đó thì rất là gần. Gò Vấp anh ở chỗ nào anh? Anh ở Dương Quảng Hàm. Ờ vậy rồi. Dạ. Mình hẹn hò sao đi các bạn, bạn coi thử. Vậy là đó, bây giờ là giống như đi làm hay gì, là ai đón ai hay có cần vậy không hay như thế nào? Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 12 luôn. 12 luôn. Dạ. Rồi em thường rảnh vào giờ nào? Dạ em rảnh 6 giờ đổ lại. Nghĩa là buổi tối làm rảnh đúng không? Dạ. Em được ngày Chủ nhật không ta? Dạ được. Vậy mình có thể hẹn hò vào buổi tối đúng không? Dạ. Chủ nhật đi. Chủ nhật, buổi tối Chủ nhật. Rồi, dạ. Mình nghĩ tương lai coi, thí dụ như hai đứa khoảng bao nhiêu lâu thì có thể đến với nhau được. Rồi mình về mình ở đâu, ở quận Bình Thạnh hay Gò Vấp hay là quận 12. Rồi tương lai sanh mấy đứa con, thích trai gái, bàn với nhau luôn đi. Anh thì anh đang ở trọ ở Gò Vấp. Nếu mà có được cái duyên đến với nhau á, thì em định sẽ ở đâu? Em chưa biết nữa. Hiện tại là nhà em ở quận 12 luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì như là nếu mà hay là đó, hay là không thì thôi anh bỏ nhà trọ anh dọn về ở với em. Ủa giờ... là bất động sản đó mình kiếm miếng nào rẻ rẻ. Dạ. Ở Hóc Môn hay gì đó. Dạ. Giờ cũng đâu đến nỗi mắc lắm đâu, nếu Hóc Môn này kia thì cũng được.
hai đứa hùng nhau kiếm miếng chỗ đó được không? Đấy mình bàn ra cái tương lai cho nó sáng sủa chút xíu đi. Dạ được anh. Tại vì em làm bên bất động sản mà em biết chỗ nào mà nhà đất được thì em hú anh tiếng. À dạ để em hú. À, để em hú anh. Còn... có nghĩa là bữa giờ là em chưa có ý định là định cư ở Sài Gòn đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ có, em định là sẽ định cư ở thành phố Hồ Chí Minh. À, nhưng dạ. mà chưa có mua. Dạ, chưa có mua nhà. Dạ. Bây giờ bạn này bạn hú một cái là mình có khả năng mình mua không? Dạ hú thì mình cũng phải lo lại ưu lại chứ mới được. Dạ tại vì năm sau thì giờ mình cứ nói thẳng thiệt ra thôi. Nó giờ hú thì anh cũng phải từ từ gom góp chứ không phải là hú một cái là có tiền trong két dạ. lấy ra mua liền. Tại vì em năm sau cũng định mở một cái quán cà phê nhỏ kinh doanh thêm thì tích góp từng ngày rồi mình đủ thì mình mua. Thực ra thì chắc là em ở nhà quận 12 là em ở chung với gia đình hả cưng? Dạ. Vâng. Dạ đúng rồi. Chung với ba má. Dạ. Đó thì hai đứa cũng phải tách ra ở riêng. Về ta bán cái nhà Đồng Tháp lên đây mua gì đâu mà đơn giản nhà quá. Nhà Đồng Tháp mẹ ở sao? Đâu nó nhà mua riêng, nhà riêng mà. Nhà riêng hay nhà của mẹ hiện giờ? Dạ, hiện tại là ở chung nhưng mà tương lai sẽ là định là mua nhưng mà nếu mà ở trên Sài Gòn thì sẽ mua ở Sài Gòn. Thôi nói chứ cái chuyện đó là cái chuyện mà sau này thôi, còn vấn đề là hai đứa có hợp với nhau hay không. Dạ. Còn nếu mà hợp nhau thương nhau rồi thì cỡ nào cũng được, gọi là gì đó, có công mài sắt có ngày nên kim, hai cây chụm lại nên hòn núi cao. Ba cây luôn. Rồi nếu như mà tụi em lấy nhau thì đứa nào quan điểm thích con trai hay con gái bày tỏ nhau luôn đi. Em thì con nào cũng được nhưng mà nếu mà được con gái đầu lòng thì em thích hơn. Thích gái đầu lòng hơn. Dạ. Còn em sao? Vâng. Dạ. Em thích con trai. Thích con trai. Dạ. Đó, vậy không mà gây lộn đó. Đó. Không có gây lộn. Bởi vì giờ phải rút lại cho đâu đó rõ ràng. Đúng đi. Đúng rồi đó. Nhiều khi á đứa muốn đẻ con trai, đứa muốn đẻ con gái gây hoài rồi không đẻ luôn đó. Nghĩ đẻ. Em thích con trai hả Vân? Dạ. Có bắt buộc phải là con trai không? Dạ không chị. Ừ đúng không? Dạ. Quan điểm không vững vàng. Nói chung là con là của trời cho nên là trai gái gì cũng được. Nhưng vấn đề đây là còn cái khúc mắc nữa nè. Cái vụ mà làm dâu đó. Dạ. Bây giờ hai đứa mà quen nhau rồi thì một năm về Đồng Tháp mấy lần thăm mẹ? Hỏi đi, em hỏi đi. Một năm mấy lần về thăm mẹ? Ủa ai hỏi hả chị? Em hỏi. Em chứ ai? Quê em Đồng Tháp mà. Em về Đồng Tháp lần nào chưa? Dạ em chưa. Chưa hả? Dạ. Vậy khi nào quen anh thì anh sẽ dẫn em về Đồng Tháp. À dạ. Một ăn năm. Thịt chuột. Dạ, đúng Đồng rồi, Tháp có thịt, dạ, chuột, thịt chuột đó. Về vườn hoa Sa Đéc đó. Em ở đâu, huyện nào? Dạ em ở huyện Tam Nông. Tam Nông, trời ơi, tràm chim rồi đó. Đẹp lắm em ơi. Dạ. Về đó coi như là nó lãng mạn, trữ tình lắm. Thật mà về tràm chim là hay lắm á. Rồi bây giờ nè, hai đứa cảm nhận thế nào về nhau? Nãy giờ mình nói chuyện á, mình có một chút xíu gì đó gọi là rung động hay là một cảm xúc gì đó với nhau hay không? Nói cho nhau hiểu đi các bạn. Em... em thấy anh cái nhìn đầu tiên của em về anh là như thế nào? Dạ thiện cảm. Dạ em có thiện cảm với anh, dễ gần. Dạ. Thì anh á thì thật sự tiêu chí của anh tìm bạn gái cũng đơn giản lắm, nhưng mà em cũng đặt nặng vấn đề về đạo đó. Dạ. Thì nghe em có đạo anh rất là vui, rất là mừng. Anh thấy em cũng rất là xinh. Cảm ơn anh. Em rất là năng động và rất là như là rất anh rất là thích. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội. Rồi, hết thời gian rồi. Không biết các bạn có cho nhau cơ hội không thì các bạn để tay một nút bấm đi. Đây. Tất cả mọi suy nghĩ và quyết định đều thể hiện bằng nút bấm nha. Chúng ta trải qua cuộc nói chuyện với nhau, nhìn nhau và cũng hiểu nhau một phần nào đó về đường tình duyên, về công việc, về sở thích. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nhớ suy nghĩ cho nó kỹ nha các bạn. Chúng ta bấm nút là trao duyên cho nhau, là tạo cơ hội cho nhau để đến hạnh phúc, chứ không phải là bấm nút để mình hẹn hò uống cà phê thôi nha. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 3 2 1 Hết thời gian. Ủa em có bấm không? Có. Ủa bạn này. Ủa hết hồn. Tuyệt vời. Như vậy là anh cứ lo là sợ bạn gái không bấm, sao bấm chậm thế.
anh vẫn nghe tiếng tắt rõ ràng mà sao nó không có đổi màu. Cái quà tặng cho anh. Có tặng quà cho anh nữa hả? Tặng quà cho chị. Cảm ơn nha. Trời ơi, cảm ơn em. Trời ơi. Tại vì bạn này bạn làm đồ handmade mà. Thành ra là làm đâu làm. Hả? Nó mua nó tặng nó chứ. Em làm đó. Ủa vậy hả? Dạ. Cây viết cũng làm luôn hả? Dạ. Giỏi chứ trời. Đó cái nè. Tức là mua cây viết về xong rồi khoét cái này xong mới ghi chữ nè. À. Đúng không? Trời ơi. Còn cây viết là em mua đúng không? Ghi chữ Quyền Linh luôn. Cái hộp là em làm. Nhưng mà hộp lại mua luôn. Em mua luôn hả? Vậy là em chỉ có làm cái chữ mà Hồng Vân này thôi đúng không? Dạ. Nói chung cũng có công sức trong đây rồi. Dạ. Mà rất là đẹp, chữ em là viết là đẹp luôn. Đẹp quá. Cảm ơn tấm lòng của em ha. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. À, bây giờ trước mặt gia đình hai bên, chúng ta nhấn nút bằng cả trái tim của mình. Thì bây giờ mình hứa gì đi, bắt đầu từ ngày hôm nay xin phép má với lại xin phép anh trai cho tụi em quen nhau, tìm hiểu nhau. Và hứa gì đó với hai bên đi em trai. Dạ trước hết thì con cảm ơn mẹ. Mẹ đã sinh cho con và cho con đến ngày hôm nay. Cảm ơn anh hai. Vì hôm nay anh hai đến đây ủng hộ tụi em. Em hứa là nếu như mà tụi em có đi đến kết hôn thì em sẽ chăm lo cho Vân hết cuộc đời của em. Hay quá. Con nói gì với mẹ của Nhân đi. À dạ con chào cô. Con cũng không biết nói gì. Con sẽ cố gắng hết sức. Dạ xin hết. Thôi dạ, cố gắng hết sức. Đừng có nói câu chúng tôi đã cố gắng hết sức nha. Rồi bây giờ một cái nụ hôn đầu tiên để đặt trọn cái niềm tin khi mà chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Bắt đầu đi Nhân. Không ấy. Hả? Hôn má thôi. Muốn hôn đâu hôn, chuyện của chú chứ không phải chuyện của tôi. Hỏi em chứ sao. Tôi là tôi hôn chỗ khác á. Anh hôn nha. Hôn má. Thấy sao người? Hả? Dạ thấy nó kỳ cho người lắm. Nó kỳ cho người đúng không? Kỳ cho người. Nó hít còn hết hơi luôn. Không, mùng 2 Tết vậy là vui rồi đó hai đứa ha. Anh nghĩ rằng mà mùa xuân năm nay đúng là mùa xuân gọi là có ý nghĩa với tụi em. Hy vọng là các em sẽ vun đắp cái tình cảm này để nó được đông đầy và nó thăng hoa, để hai đứa sớm trở thành gọi là trở về một nhà nấu cơm chung, ăn cơm chung nha. Mà nhớ là có là báo cho chương trình biết liền nha. Bạn này giống ca sĩ Thu Minh không? Chị nhìn nghiêng nghiêng vậy đó sao giống ghê đúng không? Đó, cuối cùng điều ước của em là không có thực hiện được cái gì hết trơn á, Miu Du hay là Miu Lê đều không có. Cuối cùng là Thu Minh đó.